Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục kiến thức xây dựng của Bút Mực. Trong chuyên mục hôm nay, Bút Mực sẽ chia sẻ với các bạn về quá trình sơn ngôi nhà thì chúng ta cần nên chú ý những cái gì để chúng ta đảm bảo được cái ngôi nhà của chúng ta đẹp mà giá thành của chúng ta phù hợp nhất. Mời quý vị và các bạn cùng xem và cho ý kiến nhận xét đánh giá. Như các bạn biết, đây là một ngôi nhà điển hình với đội thợ sơn. Đây là một anh công nhân đang sơn. Trước hết các bạn cần chú ý đến là chúng ta chọn những cái đội thợ làm sao là chúng ta đội thợ ở gần, chứ chúng ta di chuyển những cái đội thợ từ nơi khác đến. Đội thợ xa thì họ làm sao là gấp rút trong cái điều kiện công nhân cũng như chi phí hiện nay họ làm rất gấp rút. Đây các bạn thấy họ lăn là chỉ một lước, tức là một lước là họ lăn là được luôn, tức là lót một lước. Các bạn thấy là với cái lăn lót như thế này thì các bạn sẽ tốn kém rất là nhiều sơn. Trong cái lớp thứ nhất thì các bạn biết rồi, như nhất rất nhiều cái clip là Bút Mực đã chia sẻ, cái lớp thứ nhất là chúng ta chỉ làm nó lộ ra những cái khuyết điểm, tức là những cái nhược điểm của bề mặt, tức là chúng ta sơn phủ làm sao một lớp nó rất là nhẹ để nó phô ra những cái vết nứt, vết hõm để chúng ta xử lý, sau đó chúng ta mới sơn nước hai. Nhưng mà với những đội thợ ở xa, họ đến họ làm như thế này là họ lăn chỉ có một nước lót thôi các bạn. Một nước lót sau là họ phủ màu luôn. Đấy các bạn thấy họ lăn chỉ một vệt, là một chổi sơn là đi một vệt thôi. Với dòng sơn mà bằng cái acrylic như ngày nay, các bạn thấy là công nghệ gốc nước mà acrylic thì cái quá trình như những bức tường thế này nó thấm rất là khủng khiếp. Với sơn như thế này thì các bạn biết rồi, như rất nhiều clip là Bút Mực chia sẻ, một cái nhà 3 tầng họ sơn chỉ vào khoảng hơn 20 triệu tiền sơn. Như với những cái sơn như thế này thì khi mà sơn thì các bạn biết rồi, chúng ta có bảng giá, có bảng màu, có cái định mức. Đấy, các bạn chỉ hỏi thợ sơn là với một cái sơn như thế thì 1 kg, vì giả sử như ở đây là 1 kg cho cái sơn lót như thế này các bạn, 1 kg sơn lót thế này nó sơn được khoảng 10 đến 12 mét cho một lớp, cho 1 kg, tức là 1 kg là có thể sơn được 10 đến 12 mét vuông. Đấy các bạn ạ. Thế thì chúng ta chỉ cần hỏi thợ là anh có sơn được theo cái định mức đó hay không. Đấy. Nếu không sơn được theo cái định mức đó thì anh trình bày cái phương án và chúng ta có thể mời cán bộ nhà máy lên để hướng dẫn để anh ta sơn được theo cái định mức mà nhà máy đưa ra. Ở đây nhà máy đưa ra là với 1 kg sơn lót, cái loại như của combo này là 6.6LO, thì 1 cân của nó được khoảng 10 cho 12 mét vuông cho một lớp các bạn ạ. Đấy, vậy 10 cho 12 mét vuông cho một lớp là chúng ta sơn đúng cái tiêu chuẩn, đúng cái kỹ thuật là được như vậy. Thì chúng ta phủ 2 lớp thì tức là 1 cân sơn của chúng ta coi như được khoảng độ 6 mét nếu sơn 2 lớp. Từ cái mét tường, mét nhà này chúng ta có thể tính ra cái lượng sơn cho một ngôi nhà các bạn. Chứ chúng ta chỉ phủ một lớp dày như thế này thì chúng ta, cái thứ nhất là chúng ta không xử lý được cái lỗi của bề mặt. Cái lỗi của bề mặt khi các bạn sơn cái lớp sơn thứ nhất vào, toàn bộ như chúng ta đánh phấn lót lên thì chúng ta sẽ thấy là cái ngôi nhà của chúng ta nó sẽ lộ ra những vết nứt, vết dạng, những cái gốc cây, những cái mùn trong cát nó lẫn vào khi chúng ta chát. Vì đó là sau khi sơn lót lớp thứ nhất thì nó sẽ phô ra toàn bộ những cái mà chúng ta thấy là nó gọi là cái lỗi ở trong cái quá trình chát. Sau đó là chúng ta xử lý, chúng ta có thể xử lý bằng cái xi măng trắng hoặc là bằng cái bột bạc, chúng ta bít kín lại những cái vết đó. Nhưng với ở đây như anh thợ này, các bạn thấy là sơn chỉ sơn lót một lước các bạn, anh ta sẽ lăn đi lăn lại cho tất cả những vết lứt, vết đấy là nó sẽ chìm hết, nó lì luôn ở lước thứ nhất. Và những cái vết này nó tạo lên khi chúng ta thấy là cái chổi sơn của chúng ta đưa lớp thứ nhất chỉ được một vệt sơn thôi, khoảng hơn 20 phân theo bằng một con lăn đấy. Cho nên trên cái đường con lăn của chúng ta nó để lại rất cái nhiều cái sơn, nó như cái lông măng, chúng ta gọi như cái lông măng nó để lại. Đây các bạn thấy là chỉ được một cái vệt nó rất là ngắn. Đấy. Cho nên là trong cái đường thứ nhất các bạn, nếu như tốt nhất là các bạn dùng cái máy phun, các bạn phun nhẹ một nước đều, trắng đều. Sau đó chúng ta đi xử lý lỗi, xử lý lỗi. Xử lý lỗi xong thì chúng ta phủ cái lớp thứ hai lên. Sau khi chúng ta đợi nó khô đều các bạn ạ, mỗi lớp nọ cách lớp kia khoảng độ 2 tiếng trong cái điều kiện chúng ta thấy bề mặt nó khô đều, nó trắng đều đi rồi, thì cái lớp thứ hai của chúng ta nó sẽ phủ kín tất cả những cái lỗi
đã chúng ta đã được xử lý, và từ đó trong cái mặt phẳng của chúng ta, cái lền chúng ta đã sơn nó đều hơn, chứ nó không nhôm nhoam như thế này các bạn ạ. Nhôm nhoam như thế này, một là sơn như thế này chúng ta sẽ tốn rất nhiều sơn nót. Đấy, các bạn thấy là nếu sơn như thế này thì cái vẹt chổi thứ hai các bạn đưa ra hẳn bên ngoài cạnh, và chúng ta di lại, di đi di lại cho nó kín những cái phần đó, và để nó phô ra những cái phần, những cái vết nứt to thì chúng ta xử lý những cái mà cái mềm cát chúng ta dùng, chúng ta cậy đi và chúng ta xử lý, sau đó chúng ta lót lớp thứ hai. Thì với hai lớp lót như vậy thì trong cái quá trình mà khi mà cái tường nhà của chúng ta nó bị ẩm mốc hay thế nọ thế kia thì nó cũng đỡ đi rất là nhiều các bạn. Đấy, nó khô, nó phân ra những cái tầng lớp như vậy. Ở đây chúng ta sơn một nước lót như thế này là được luôn, nhưng mà thực tế anh này anh lăn một nước lót như thế này là coi như bằng 3-4 nước một lần chúng ta lăn thế kia. Đấy, các bạn thấy anh ta lăn đi lăn lại đến 2-3 lần trên một cái bề mặt như vậy. Nhưng mà thực tế trong cái quá trình nó chưa khô các bạn ấy, nhìn nó chưa trắng, nó chưa đều. Tức là cái vẹt các bạn lăn trước ấy thì nó đã trắng rồi. Khi cái lớp thứ hai chúng ta lăn lên chúng ta chưa thấy trắng thì chúng ta tiếp tục chúng ta lăn. Như vậy là chúng ta lăn 3-4 lần cho một cái vị trí, cho một cái loạt sơn. Tức là ở đây mình nói là một cái loạt sơn ban đầu như thế này. Thế thường là chúng ta chỉ lăn một lớp mỏng, sau đó chúng ta đợi nó khô. Trong cái khô thì nhà máy cũng đã quy định rồi, định mức cũng đã quy định là thời gian bao lâu và để nó khô. Đây các bạn thấy sau khi khô này nó rất nhôm nhoam, có chỗ thì rất là dày các bạn ạ, có chỗ thì chả đâu vào đâu. Đấy, các bạn thấy này, như các bạn thấy là để nó khô trắng lên khoảng độ 2 tiếng hoặc là 4 tiếng nó khô trắng đi, chúng ta thấy nó trắng đều cái bề mặt thì nó lộ rõ ra các cái ưu khuyết điểm của cái tường, và chúng ta đi chúng ta xử lý, và sau đó chúng ta lăn một cái lớp thứ hai. Lớp lót thứ hai là lớp lót quyết định làm cho nhẵn cái bề mặt, tức là làm sao chúng ta phủ thật đều, vì bản thân khi cái lớp thứ nhất vào nó đã phủ nó lớp kín rồi, sau khi nó khô cứng thì cái acrylic này nó khô thì cái khả năng ngấm nước các bạn ạ, nó sẽ hạn chế đi rất nhiều, cái bức tường của chúng ta nó sẽ không hút nước như cái lúc mới ban đầu bây giờ nữa. Và khi đó là cái sơn của chúng ta là gần như là nó đã khô rồi, nó tạo thành một cái lớp màng bám ở bên trong rồi. Thì cái lớp thứ hai chúng ta lăn đi thì cái độ nhựa và độ bám của nó sẽ đều hơn rất nhiều, và nó khô nó sẽ trắng đều rất là đều. Đấy, trắng đều rất là đều. Như thế này thì cái độ bám của lớp thứ nhất ở đây chúng ta nói là rất là tốn sơn nót các bạn. Có thể một cái ngôi nhà bạn chỉ sơn mất 6 thùng nót thôi. Nhưng mà nếu như vẫn mấy ngôi nhà đấy các bạn sơn như thế này, nó phải tăng lên thêm khoảng độ 2-4 thùng lót nữa. Đấy. Tốt nhất là chúng ta dùng cái, trong những cái điều kiện như thế này chúng ta nên dùng cái máy phun, nó vừa nhanh mà nó lại vừa đều. Đấy. Chúng ta vẫn rất vất vả, nếu mà lăn mà đảm bảo được cái chổi của chúng ta lăn chặt tay thì người thợ họ rất vất vả, họ làm như thế thì cái ngày công của họ nó lại không đạt được cái ngày công. Đấy. Ngày công, cho nên là khi mà các đội thợ ở xa đến là thường họ làm gấp rút các bạn, làm gấp rút, làm đến đâu được luôn đến đó, mà họ bỏ qua những cái giai đoạn, những cái tiến độ của họ phần lớn là gấp rút. Chứ bình thường chúng ta sau khi làm nhẵn cái bề mặt, chúng ta sơn nót và chúng ta xử lý cái bề mặt sau khi sơn nót để nó khô trắng đều, sau đó chúng ta mới sơn nót nước hai. Sau khi sơn lót nước hai đều rồi, chúng ta thấy đều rồi thì bắt đầu chúng ta sơn phủ màu lớp lót thứ nhất. Chúng ta thấy chưa đều, thấy những chỗ nào nó chưa đạt thì chúng ta tiến hành khắc phục xử lý và chúng ta bắt đầu phủ lớp màu thứ hai thì là hoàn thiện. Đây các bạn thấy trong cái hệ thống này các bạn sơn một nước như thế này, coi như là các bạn thấy là coi như là đã là được rồi, các bạn không lót cái lớp thứ hai nữa. Như vậy là nó vừa là tốn sơn, hai là cái bề mặt của chúng ta nó cũng không được đều các bạn, cái độ khô, độ phủ và độ lăn của chúng ta không đều. Các bạn thấy giáp danh giữa các con lăn nó tạo thành những cái lớp rất là dày, nhưng mà trên những cái chỗ khác thì nó lại rất là mỏng, nó không đều. Do vậy là chúng ta cần chú ý, tốt nhất là chúng ta nắm chắc cái định mức một cân sơn của cái sản phẩm đó sơn được bao nhiêu mét, và chúng ta ấn định thợ và làm theo đúng cái quy trình thì cái công trình của các bạn nó sẽ rẻ hơn và tốt hơn. Tránh những đội thợ là nhiều khi là đội thợ này lấy sơn của đội thợ kia hoặc là lấy sơn của nhà phân phối kia, dẫn đến nhiều khi là họ không nói xấu hãng nọ, nói xấu hãng kia các bạn, như tất cả là đều là đảm bảo theo cái tiêu chuẩn Việt Nam.
theo những cái tiêu chuẩn ấn định của nhà máy rồi, họ làm rất là tốt, chỉ có cái người thi công thôi. Yếu tố con người ở đây là rất là quan trọng các bạn. Giải quyết xong vấn đề con người thì cái công việc của các bạn chắc chắn là coi như là đã là xong. Đấy. Nó giảm được cái giá thành của các bạn, những công trình của các bạn nó rất là đẹp. Đấy. Nhiều khi chúng ta với những một cái nhà như thế này thì các bạn đưa bao nhiêu sơn vào đấy nó cũng vẫn không vần cùng, nếu như các bạn là tính sơn lấy tiền. Còn để làm sao đảm bảo cái lớp phủ thì các bạn xem những cái công nghệ acrylic ngày nay thì được dùng trong rất nhiều. Đấy. Nó khác xa so với lại những chất liệu ngày xưa. Rồi xin cảm ơn các bạn đã ghé xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.